ba ghế nhá. Em nói thiệt em rất sợ ông Long. Nào, âm nhạc. Đi. Minh Nhí đã bị loại. Minh Nhí đã bị loại. Mình không có cái gì phải mắc cỡ khi mà mình thua ba thằng này hết trơn á. Trời ơi, không phải. Ba thằng nó xô tôi đó bà. Thì tôi biết ba, mà ba thằng nó xô tôi. Thôi mình đi về đi. Mà tôi không có giật ghế nha. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Ký ức vui vẻ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách chung dành cho cả năm thập niên. Một cái trò chơi mà rất nhiều nơi chơi và rất vui. Đó là trò chơi nghe nhạc giành ghế. Có tất cả là 9 cái ghế. Đây là thế mạnh của chị Hồng Vân. Và chúng ta có 10 người của 5 đội. Các đội sẽ nghe nhạc chạy vòng quanh 9 cái ghế này. Khi nào nhạc dừng thì các đội phải tìm cách ngồi ngay vào cái ghế gần nhất của mình. Người nào không ngồi được thì người đó bị loại. Ai ngồi lại cuối cùng thì đội đó chiến thắng. Con sẽ chơi hết mình với trò này ạ. Đúng rồi. Thời con tới rồi. Ôi giời ơi. Trời tới rồi. Ngồi thế này. Anh vào cho nó đầy đủ người thôi chứ còn thua rồi. Thôi thôi em không tin chị. Rồi chơi đi. Âm nhạc. Chưa. Chưa biết bài đi gì hả? Thôi bắt đi nhanh anh. Như vậy là Tiến Luật bị loại. Tiến Luật bị loại. Rồi. Nhanh dễ sợ, nó dễ sợ quá. Đứng lên. Rồi, tiếp tục đứng lên, đứng lên. Đi kìa, đi kìa. Có nhà là phải đi, có nhà là phải đi. Phải đi, không được đứng. Phải đi. Đi vòng, có nhà đi vòng. Có nhà đi vòng, đi vòng bên ngoài. Đi vòng bên ngoài, đi vòng bên ngoài. Đi vòng bên ngoài. Dừng thôi. Ai thường? Hồng Vân à? Hồng Vân. Hồng Vân ra. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Âm nhạc. Làm cái ghế nhờ. Nhanh. Bỏ cái chạy bóng lên. Chạy bóng lên. Bỏ rồi. Đi nhanh. Đi nhanh. Đi nhanh. Đứng lại. Đứng lại. Phúc Trường rồi. Nào. Đứng dậy. Đứng dậy. Bắt đầu đi ghế. Âm nhạc. Bắt đầu chạy. Chạy. Chạy vòng quanh. Chạy vòng quanh. Không đứng như thế. Chưa, chưa, chạy, chạy, chưa thì đã ngồi đi kia. Chưa, không được ngồi. Đứng dậy, không được ngồi, không cho ngồi. Ra, chạy. Khải Như, Khải Như đã bị lại. Khải Như lại. Đứng dậy để bớt một ghế đi. Đi theo điệu nhạc. Kim Cương đã bị loại. Nào, bỏ ra một ghế. Âm nhạc bắt đầu. Rồi, vô. Đi đi mọi người ơi. Không có đi gần ghế, cách xa ghế ra. Xa ghế ra. Mỹ Uyên đã bị loại. Nào, 4 người còn 3 ghế nhá. Em nói thiệt em rất sợ ông Long. Nào, âm nhạc. Đi. Sát quá kìa, mình đi xa âm ra nhạc. Đi âm xa nhạc. Ra gì đẩy vậy? Gì đẩy vậy? Ây ơi, trời ơi. Chưa. Không được giành ghế. Chưa. Bật lên. Minh Nhí đã bị loại. Minh Nhí đã bị loại. Mình không có cái gì phải mắc cỡ khi mà mình thua ba thằng này hết trơn á. Trời ơi, không phải. Ba thằng nó xô tôi đó bà. Thì tôi biết ba, mà ba thằng nó xô tôi. Thôi mình đi về đi. Mà tôi. Mà Minh Nhí á. Anh nói thật với em nha. Anh nói thật. Cái người mà đẩy em không ai khác là học trò của em đấy. Thì đó. Cái thằng Hiếu Tín này nè. Hai ông nội kia là chưa gì mà đã giành rồi. Các thằng Tín á, thương thầy thấy thầy ngã, đỡ thầy lên giường cho thầy.
Vừa rồi nói xô em một cái. Nào, ba người, ta về đây. Ba người còn lại. Tiếp tục, bạn, tiếp tục, tiếp tục. Thầy không có hiểu cái lòng á. Âm nhạc. Không có nhìn ghế nha. Từ lâu đã bị lại. Từ lâu bị lại. Trời ơi. 2010 chúng nó trẻ hơn, chúng nó nhanh hơn. Chúng nó vẫn trẻ hơn nhanh hơn. Âm nhạc. Không chơi trẻ đấy. Không chơi trẻ đấy. Không được trẻ. Bây giờ thì không phải là các nghệ sĩ các thập niên nữa rồi, bây giờ là một lũ trẻ con. Chúng tôi vừa rồi được sống lại những giây phút của cái thời còn rất là trẻ con như vậy, và nó rất vui. Và ở phần này ấy, thì thập niên 2000 đã chiến thắng và đem về cho thập niên 2000 10 điểm. Xin chúc mừng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách riêng của thập niên 70. Cái thử thách riêng của thập niên 70 lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình Ký ức vui vẻ. Cái hình thức ấy, tôi sẽ đưa ra một gợi ý, sau đó thì tôi sẽ lần lượt gợi ý tiếp. Trong 15 giây đấy, đội thập niên 70 có thể đưa ra nhiều đáp án. Nếu đúng thì dừng lại, không thì tôi lại gợi ý thêm một gợi ý nữa, lại tiếp tục đoán. Đoán được thì chúng ta dừng, mà không đoán được tôi lại tiếp tục gợi ý ở gợi ý thứ 3. Có tất cả là 4 cái gợi ý. Nhưng mà nếu như ở 2 gợi ý đầu tiên đội đoán ra được cái địa danh mà chúng tôi muốn nói tới thì đội sẽ được 10 điểm. Còn nếu không, sau đó mà đoán ra thì chỉ được 5 điểm thôi. Gợi ý đầu tiên, địa điểm này đã tồn tại cách đây hơn 150 năm. 15 giây. Rất nhiều địa điểm giờ loại trừ nè. Nói đi. Bây giờ nè. Đến nhà Rồng. Đây. Bến nhà Rồng này, chợ Bến Thành này, lăng ông bà Chiểu nè. Bưu điện nè. Dừng. Dạ. Chưa có cái nào đúng cả. Bây giờ sẽ là gợi ý thứ hai. Đã từng là một nơi hẹn hò của những cặp đôi. 30 giây bắt đầu. Ta đàn. Hồ Con Rùa nè, Tao Đàn, vườn Tao Đàn nè. Sở thú, đúng rồi, sở thú. Thảo Cầm Viên là sở thú đó. Thảo Cầm Viên, đó là câu trả lời. Câu trả lời đúng. Thảo Cầm Viên